Hello, hello. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình hướng dẫn các anh chị em like trên điện thoại phần mềm Jinja làm màn hình là mình like ở con vịt nha mấy anh chị em. Thì trước tiên mấy anh chị em vô Google ha. Bây giờ mình vô Google. Thì đây là chim da nha, mình bấm vô nha. Rồi ok, thì bây giờ ở đây là nó sẽ hiện ra cái chữ chim da màu xanh ha, với con vịt. Thì mấy anh chị em bấm vô Google. Thì mình xài ở đây á, là mình xài miễn phí nha mấy anh chị em. Mình xài miễn phí, mình không cần mua. Mấy anh em đừng có tải về, nếu mà mình tải về là nó có giới hạn của mình ha. Thì mình vô chuyên gia nha, bắt đầu mình vô nha. Bây giờ mình bấm vô. Rồi, sau khi nó hiện ra màn hình vậy ha, mấy anh chị em nhớ nha, mình phải chuyển đổi qua máy tính nè ha. Ở đây nó trang web cho máy tính ha. Đây là nó nằm ở trên tay phải mình nè, nó có ba chấm ha, mình bấm vô. Đây, thì mình bấm vô cái ô trống này nha. Rồi ok, bấm vô thì nó sẽ chuyển đổi qua máy tính, mà mấy anh chị em không chuyển đổi qua máy tính là không làm được nha mấy anh chị em. Rồi rồi sau khi mình chuyển đổi qua máy tính thì nó sẽ hiện ra cái ô trống đây cho mình, rồi mình bỏ Gmail vô nha. Bây giờ mình bấm vô để mình bỏ Gmail vô. Rồi sau khi mình bỏ Gmail mình vô xong thì ở dưới đây nó có chữ màu xanh ha, chữ Yes Status nha. Thì bắt đầu mình bấm vô nha mấy anh chị em. Rồi mình bấm vô. Thì khi mấy anh chị em bấm vô là sẽ chờ nha, chờ nó gửi cho mình cái Gmail đó đó nha. Nó gửi cho mình để mình bỏ 6 số mình vô hôm đây. Bây giờ mình chờ nha mấy anh chị em, mình chờ cho nó gửi 6 số ha. Có khi là nó gửi liền ha, có khi là nó gửi rất là chậm, mà ít khi lắm, ít khi nó gửi chậm lắm, thường là nó gửi rất là lẹ. Rồi sau khi nó gửi 6 chữ số ha, mình sẽ bấm đăng nhập nha mấy anh chị. Rồi ok, giờ mình bấm vô chữ đăng nhập nha. Ok bấm. Rồi thì bây giờ đây, vô đây rồi ha. Rồi bây giờ mấy anh chị em thấy có cái chữ hàng màu xanh ha, Rodet gì đó ha. Rồi mấy anh chị em thấy chữ màu xanh ha, bấm vô nha. Rồi ok, mình bấm vô đó. Thì ở đây nó sẽ hiện ra ha, một cái ô và cái dấu cộng. Thì bắt đầu mình mới bấm vô cái dấu cộng này ha, mình bấm vô. Rồi bây giờ ở đây mình bấm vô đây thì nó sẽ hỏi mình á, là mình like ở đâu ha. Bây giờ mình like YouTube nha, thì mình bấm vô YouTube. Rồi thì sau khi mình bấm vô YouTube thì nó sẽ hỏi mình like của cái nào ha. Thì bây giờ mình bấm mình like, bây giờ mình like kênh này. Ok rồi bây giờ mình chờ nhé. Rồi ok, thì khi mình bấm vô á, đầu tiên mình bấm vô vậy thì nó sẽ hiện ra ha, mình cái gì mình cũng lướt lên đi ha, rồi mình cho phép là được rồi ha. Rồi ok, rồi ấn cái dấu V vậy là xong ha. Rồi xong rồi, bắt đầu bây giờ là bắt đầu mình ở trên hàng trên này là mình viết tiêu đề nha mấy anh chị em ha. Ở trên mình viết tiêu đề, thì bây giờ mấy anh chị em like viết cái tiêu đề đi. Giờ mình viết đại đi ha. Rồi ok, sau khi xong rồi á thì có cái hàng chữ màu xanh ở dưới cùng ha, là mình mới bấm vô. Bấm vô luôn nha. Rồi khi mình chờ đó, khi mà nó hiện ra cái tay phone ha, là chuẩn bị.
là mình sẽ viết cái tên kênh của mình tên gì ha. Mình cũng bắt buộc mình phải viết vô nha, mình không viết là không không được. Rồi sau khi mình viết tên vô nha, viết tên vô rồi xong rồi bắt đầu có cái hàng chữ màu xanh ở dưới ha, mình sẽ bấm vô. Rồi, rồi khi sau khi mình bấm vô ha, thì nó sẽ hiện ra này, cái giao diện này ha. Vậy là mình xong rồi nha mấy chị em. Giờ bắt đầu mình ở bên tay phải ha, là cái chữ Go Like. Thì mình like, mình bấm vô là mình like thôi ha. Nhưng trước tiên mình đưa cái màn hình mình lên. Đây cái màn hình mình nè, nó quang mờ mờ mấy anh chị thấy không. Bây giờ mình bấm vô cái màn hình của mình là nó sẽ lên cái màn hình chính ha. Bây giờ mình bỏ cái hồng đi. Rồi ok. Thì khi mấy anh chị em là bắt đầu ở dưới đây là nó có đây là chữ tin quay ha, là cái hình này á, cái biểu tượng này á là để mấy anh chị em đưa cái đường link ha, mấy anh chị em mời giống như mời những anh chị em nào lên trên cái màn hình chung với mình á. Bây giờ mình bấm vô. Rồi khi mình bấm vô á thì nó có cái đường link sẵn rồi ha. Thì mấy anh chị em chỉ cần bấm vô cái chữ copy to ha, clip post ha, mấy anh chị em bấm vô. Rồi đó, khi mà mấy anh chị em bấm vô xong rồi thì mình có cái dấu x ở trên ha, mình bấm tắt nó đi. Rồi bắt đầu ở dưới màn hình ở dưới góc đây ha. Ở dưới là nó có cái chữ chat, còn ở đây là nó có cái hình kênh của mình ha. Thì bây giờ mình đè im vô cái khung này nè, mình đè im vô. Rồi ok, rồi mình dán cái đường link đó vô. Đó là cái đường link đó mình dán ha. Rồi mình sẽ bỏ bây giờ mình chữ chat ở dưới đây ha. Khi mình dán xong rồi mình bấm cái chữ chat màu xanh ở dưới, mình bấm vô. Ok. Đó là nó sẽ hiện lên là khi người ở dưới người ta xem, người ta sẽ bấm cái đường link này là người ta sẽ lên nha. Rồi xong, bế tới công cụ thứ hai ha. À, công cụ thứ hai là giống như cái màn hình TV. Bây giờ mình bấm luôn nha mấy anh chị em. Mình sẽ hướng dẫn mấy anh chị em từng đoạn luôn ha. Rồi. Rồi ok. Cái này cái TV. Cái này là giống như mình khi mình like mình mới sử dụng nó được nha mấy anh chị em. Khi mình like mình mới sử dụng cái này, đại khái mình chia sẻ màn hình vậy đó. Mình share, mình chia sẻ ha. Rồi bây giờ bên đây là cài đặt nha. Rồi cài đặt. Thì bây giờ mấy anh chị em ha, mình thấy là ở đây là có cái camera 2 và 1. Thì cái này là mặc định của nó, cái hàng ở trên này là mặc định của nó là camera quay trực tiếp vô mình ha. Rồi bây giờ mình muốn đổi, mình chuyển đổi camera ra trước á, là mình bấm vô ha. Rồi bây giờ bấm vô đây. Các anh chị em thấy không, nếu mà cái mặc định của nó sẵn hết đây là màn hình nó lúc nào nó cũng quay vô mình hết. Thì bây giờ mình muốn chuyển đổi camera trước là mình sẽ kích vô đây là nó sẽ chuyển đổi camera trước nha mấy anh chị. Rồi ok, bây giờ mình tạm thời vậy đi ha. Rồi ok, rồi, bây giờ mình có dấu ít ha, mình quay nó ra ngoài lại đi ha. Rồi mình tiếp tục, đây là kế bên ha, chớp camera là coi như mình bấm á, mình tắt cái màn hình của mình ha. Rồi mình bấm vô là nó sẽ tắt cái màn hình của mình. Còn ở đây á, là cái mic ha, mình tắt như mình hiện giờ mình đang tắt này. Bây giờ mình bấm vô mình mở ra ha. Nhưng mà bây giờ mình bấm mình mở ra thì theo nha mấy anh chị em, tại vì cái công việc này á, mấy anh chị em mà like á, bên cái phần mà wifi á thì mấy anh chị em nó rất là mạnh, còn mấy anh chị em like dạng như 4G kia nọ cũng tùy theo, nếu mà 4G mình nó yếu là ha, là nó sẽ rất là chậm ha. Rồi bây giờ còn những cái ô ở trên đây nè mấy anh chị em, những cái ô trên đây nè ha, là mấy anh chị em á, là ngồi ở dưới mà mấy anh chị em lên trên màn hình chung với mình á, là mình thay đổi ha. Giống như bây giờ ở đây là một hình của mình
hai hình nó xếp theo hàng á, là cái này nè, mấy anh chị muốn xếp theo hàng á thì xếp. Rồi ok. Rồi còn ở ở đây ha. Ở hàng trên bên tay phải mình ha, là nó có cái chữ comment. Là bây giờ mình bấm vô nha. À cái này á, comment á là giống như mấy anh chị em á ở dưới bình luận á, giống như bây giờ cái chữ number one ha. Thì nó có nó hiện bình luận comment của mình lên nha. Rồi bây giờ mình chỉ đơn giản sơ cho mấy anh chị em để mấy anh chị em sử dụng ha. Rồi mấy anh chị em tự động mình tìm tòi thêm cái này ha. Còn ở chữ brand ha, bây giờ mình bấm vô cái này á, là nó hiện lên màn hình mình những cái comment của anh chị em nha. Đây nó hiện lên màn hình của mấy anh chị em, đây là cái này. Ví dụ như mình hiện ngắn hay dài là do mình bấm vô hai cái này nha. Nó kiểu á, giống như nó ngắn lại dài ra ha, mình bấm vô đây. Còn ở hàng ở dưới mà nó có hình con vịt á ha, thì mấy anh chị em nếu mà bấm dấu cộng là mấy anh chị em phải mua là những cái logo của mình, những cái nói chung ra là nó có những cái chức năng á, đặc biệt riêng của nó. Còn mình xài miễn phí thì mình không cần bấm cái này làm gì ha. Ok, còn ở đây nè, là nó sẽ hiện cái logo con vịt nằm tùy theo chỗ ha, mấy anh chị em bấm theo ha. Còn cái bên dấu cộng này là mình phải mua nha. Rồi ok. Rồi còn ở dưới đây á là cái hàng chữ Riva Chat ha, là mình bấm vô. Rồi cái này đó là để cho mình bấm ha, mình bấm mình chat ha, mình bấm mình nói chuyện, mình tự mình chat luôn ha. Là nó là như vậy, tác dụng của nó như vậy. Rồi ok, bây giờ mình bấm lên chữ comment trên cho nó hiện ra. Đây là comment của mình ha. Các anh chị em nhớ nha, nếu mà mình bấm mà cái này á, mấy anh chị em trước tiên á, mấy anh chị em là phải bấm vô Google ha, thì mấy anh chị em mới xài được. Còn mấy anh chị em bấm vô mà mấy anh chị em đau về là mấy anh chị em bắt buộc mấy anh chị em phải mua, thành ra mình không xài nha. Mấy anh chị em chỉ xài miễn phí thôi, mình mua thì trong đó nó có giá hết ha. Rồi mấy anh chị em tham khảo thêm. Thì hôm nay mình làm cái clip mình hướng dẫn tới đây nha mấy anh chị em. Chúc mấy anh chị em thành công. Hẹn gặp mấy anh chị em video lần sau. Nếu mấy anh chị em nào có thắc mắc thì cứ bình luận ở dưới ha. Thì mình sẽ trả lời comment nha mấy anh chị em nha. Rồi, cảm ơn mấy anh chị em, hẹn mấy anh chị em video tiếp theo nha. Ok, bye bye.